Nói chung là mình khỏi cần mang giày, mình có đôi giày xịn này là vô tư vậy bạn. Không có giày. Đồ có giày xịn ngồi chạy. Đồ có giày ngồi chạy. Xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, thì anh em mình đang gửi quà tặng cho cô chú trong sớm nha bạn. Thì trời mưa lớn nha, thì còn lại mấy phần quà cô chú chưa tới nha. Thì bên kia nó đang mất mưa ở bên nhà bên kia nha bạn. Phải đón ba cái người thì bên kia nó đón cô chú lại nhận quà nè. Thế nó mất mưa lắm. Mình bên đây mình vô thì vẫn được kèo hơn. Biết kiếp nè, biết kiếp võ công lớn nha. Đây mình khác gì cái đường đá của mình để ngay đây luôn nha. Mà chết giờ xíu nha. Dài luôn. Giá để đây nãy giờ mình không biết gì. Mấy ổng bảnh rồi bạn. Mình không mua cái này mưa bảnh thì mình ngồi ngay vui dài. Ngay cái cầu thơm nãy giờ đây mà mình không nhận ra. Mà cuối cùng mình cũng đã nhận ra được nha bạn. Bây giờ mình sẽ giấu cái đồ dài này để chờ một hồi nữa mình sẽ gửi quà tặng cho cô chú xong nha bạn. Thì mình sẽ hốt cái đồ dài để khi này mình thang ha, cho nó lên xịn nha bạn. Còn nhận cái đầu không? Nhảy xuống nhanh thiệt thôi. Đó rồi. Bây giờ mình dùng lại nha. Mày mưa đi. Tại sao ấy? Chứ này mình giữ giấu đâu vậy? Mở cửa sổ dùng ra, định cho nó thấy. Cửa sổ này nè. Đây rồi. Bây giờ mình chúc tặng nó đi. Giật cái đầu dài quay phim cho nên giấu nha bạn. Chờ mình gửi tặng quà cô chú xong rồi mình sẽ lẫm đôi dài lại để mình cho quay phim một khác nha bạn. Các bạn theo dõi cả clip ra sao mình sẽ cho quay phim cái gì nha bạn. Bây giờ dùng cái giấu hồi để mình lẫm lại các bạn. Chứ lại nó phát hiện thế nào. Cái dài này nha bồ nó mua hay gì lắm rồi. Trời của ai mua của cái đậu không tốt được đó thang cũng hiểu rồi như của ai của. Mình phải giấu đôi dài nó ra mình không rồi nha bạn. Chờ là mình sẽ gửi tặng quà cho cô chú xong rồi là mình sẽ hốt trong quay phim một thang. Các bạn nhớ theo dõi clip mình hốt trong quay phim một thang nó như thế nào nha các bạn. Còn ba phần chưa xong. Xin chào tất cả các bạn nha. Chào bạn nha. Chào bạn luôn nha. Các bạn ơi, hôm nay mình mới có một cái ý tưởng mới hoặc là táo bạo và hoặc là tuyệt vời nha bạn. Đó chính là đá banh nha. Đá banh không phải là bình thường như là đánh ba nha. Đúng rồi, okay. Là... đá banh này chứng tỏ là anh em mình mê bóng đá. Bóng đá chứ không có đá chứ bóng nhau kìa. Ông ngủ với kẹo đá banh là tới số với con rồi tới. Nhưng mà bữa nay là cái cuộc chơi của anh em mình không phải là đá hay là thắng đâu. Đúng rồi. Này là giống như là đá hay là tài nghệ 2 nhưng mà hên xui 8. Tài nghệ 7 hên xui 3. Bậy. Cái này là tài nghệ 2 mà hên xui 8. Đó không có gì đất. Hay. Bây giờ mình sẽ giới thiệu tất cả bạn cái cuộc đá banh của anh em mình rất là đơn giản nha. Mời bên kia nó sẽ theo dõi nha. Bây giờ mình sẽ là cái tâm là cái banh nằm đây. Là mỗi người sẽ có một lượt đá, ok không? Mà cái lượt đá của người nào mà đá cái banh nó lăn ở trên bờ đê này xa là xa nhất là người đó chiến thắng. Ủa có được đá bổng không? Không, đá gà. Đá gà hả? Ở đây rồi chứ cái lên xuống đó giống như cái banh đang chạy trên bờ đê mà nó quẹo đây nó gớt xuống mấy ruộng. Tính đó. Là ở đâu gớt xuống đó là ngay cái mức cái đó. Đó đá chỗ nào cho nó chạy vậy đó. Ok cái banh người nào xa là người thắng. Nếu mà chạy xuống ruộng là ở đâu là cho nằm đó. Chúng phải chạy xuống giữa ruộng bị lậu vậy? Không. Căng đủ xa mà. Căng đủ xa của căng đủ xa giống như cái banh ai mà lăn xa nhất là người đó chiến thắng, ok không? Rất đơn giản, rất nhẹ nhàng. Chủ cái hư tới gì cũng không đó. Ô nó bổng nha. Ông nó bổng nha. Ừ. Đá gà. Ừ nó mạnh chạy tới vùng chuối luôn. Mày đá càng mạnh cái tỷ lệ mà nó rớt cuộc. Đúng rồi. Mà cái bổng nó đi cái dèo nó rớt rớt đâu dội cũng được hai. Nhưng mà mày không được đá cái banh mà nó bổng lên. Ừ. Như nó bổng tới đây mà nó rớt xuống lăn không được nha. Đá đá gà cái từ đầu. Ừ. Đá bổng là cái banh là chạm chỗ đó là tính chỗ đó. Tính chỗ đó giống như đá bổng nè. Rồi cái banh rớt đó. Cái bước cái đó nha. Trời ơi tôi đá cái tới nặng luôn rồi. Đâu được. Đá cho đá gà mà cái nó bổng thèm. Nó bổng giờ nó bổng. Hiểu sao? Nói chung là cái là mình ra cái bộ môn bóng đá này là mình có thể thắng được 99% vậy bạn. Tôi cũng thắng nữa nè. Tại sao? Mình đá xa thì mình đá lại anh em nhưng mà đá mà chạy mà cu trên đường là mình có thể làm được. Được đến luôn nha. Nói chung là cuộc chơi này ai muốn đá vào không thì đá, còn ai có dài thì mang dài vô đá thì tây. Đó cái đó là cuộc chơi này tây. Ok. Ok không? Có dài đâu đá. Ở dài đó. Tao không có, tao có, tao mang tao đá dài dài đâu. Vậy dài bữa đó anh 7 ship rồi tôi không đôi. Vậy nào nó sớm tôi đem dài rồi tao đá rồi. Bắt chợt chứ ai đâu biết. Ý tưởng bắt chợt chứ đâu phải là biết tính trước là đem dài hay không. Bởi vậy. Nếu như mà tao biết trước là tao mua đôi dài tao mang rồi. Ông không. Chứ đâu có mang đâu dài xịn như vậy. Ông nói dài. Tao mang dài ngồi với mày. Ồ, cái gì sạch đó. Dài đá chỉnh rồi. Đó là vô tư. Ok. Ai thích mang dép đá thì mang dép. Rồi, dứt.
bây giờ cuộc thi thì đơn giản, thì mình theo giải thưởng nó cũng đơn giản vậy bạn. Bữa nay chị thèm bữa nay mới hốt được cái quỷ đen hơi to. Vô kẹo đá banh của tôi bằng sĩ một que nhiều một que đá banh mà hai que đẹp quá vậy. Một que này uống hai tới luôn chứ xỉn thèm ra hai cái cầu dừa mà không tới bắt đầu ra bia lên nè. Ai biết rồi, cầu dừa hai tôi tưởng đâu một que kia một que hả? Một que là một chai, một chai là một kiểu nha bạn đó. Bây giờ năm anh em mình cùng chơi cái lượt đá của ai cho anh mà đi trên bờ đê xa nhận 1 triệu thưởng này. Dứt một vòng một à một thằng một lượt nha, một cái không không là bữa nay là chơi đánh cho đúng gọn, không cho đá là không rồi là không cho đá lại luôn nha. Lần mau là một người chỉ có một lượt đó. Ok dứt trời ơi một chai này anh dựng đâu là tính cho đó nha. Mà okay, tôi đá dở chút xíu hồi mới chấp tôi mới được chấp mày vậy nữa chút mày biết rồi quá ơi cho chấp bể thèm nó chung mà đá công bằng chấp bể thèm nha. Chấp mày hơi chấp cái nào đẹp đấy. Rồi bây giờ anh em mình sẽ uế để chọn ra người đá trước và đá sai bạn. Các bạn nhớ theo dõi clip đá bóng đá này nha. Nói chung là nó rất là hấp dẫn, nó rất là tuyệt vời, nó rất là may mắn. Bây giờ các bạn hãy xem clip này nha. Ok không? Chạy trước đi trước. Chạy trước đi trước nha. Mày biết làm sao? Mày biết bóng sao? Nè mày chơi. Chơi ra. Sao chơi? Cái đủ không? Tao chăm chế cho mày chơi quẩn. Tại cái giò lư cho mày chơi hiểu không? Ok ok. Rồi. Ông Sa Lâm ơi. Tại đâu cái giò mày cao vàng cảnh chó. Ông Sa Lâm ơi. Giò mày đã kêu giò trong tháng, đá không có được. Trời ơi, tụi đó ông Sa Lâm ơi. Rồi rồi dứt. Chơi. Này chứ, đá trước nha. Ù quá. Trời ơi. Đậu phộng. Cái cuộc chơi này mình suy nghĩ ra từ trưa giờ nha bạn. Nhưng mà lý do trời mưa quá nha nên anh em mình không có chơi được. Nên mà dời lại tới bây giờ này nó cũng đã chiều rồi nha bạn. Nhưng mà còn ngon lắm nha. Ok không? Trời lắm. Ông em Phiên, giò lưu ra trước. Cái việc của ông. Cái việc cái ác gì vậy? Mày cái giò mày không dậm xình như tao vậy đá sao chỉnh? Mẹ. Nó xỉu khi dậm nhiều nhiều vô đá dậm chỉnh gì nè. Ờ đúng rồi. Ôi. Đúng rồi ơi. Không ta đắp sạch luôn đi. Rồi, đắp xin vô tôi kia đắp cầu cuộc tình sao không được. Dứt, ra chưa ra trước nha. Ù quế. Hay không là nó đi trước rồi. Ra trước rồi sao đâu. Ồ ok, ra trước nó sao. Ù quế. Ê cũ luôn. Ê cũ luôn. Dạ, dạ nó chốt. Ra chưa ra trước nha. Ù quế. Ờ, mày nữa, vậy là không ai bên xong rồi tới mày. Ờ, bên tới mày. Rồi tới vàng. Tới vàng gì? Tôi chốt mà tới vàng. Rồi cho ông cảm nhận một tí nè. Tao cho ông cảm nhận một tí. Đá banh xa, đá banh mạnh. Tao không thua mà hẹt. Nhưng mà đá banh mà về độ chuẩn mà chạy cùng cùng với đây tao bao. Thử coi. Cảm nhận tí. Nếu như nếu độ chuẩn là không cho lăn xuống dưới mới độ chuẩn. Thì sao đó chứ? Tính ngay đó đó. Ông nội này rồi vậy. Lăn cùng cùng chứ trời trời. Em sao quả xuống rồi. Sao quả? Có nghe mà. Không thấy thèm. Lăn lù cù không? Tao nhỏ mà tao đẻ ra tao lăn lù cù rồi đường rồi tao đá banh không lăn lù cù. Rồi. Thẳng đá trước luôn nha. Thẳng đá trước à? Chịu chưa chưa mày chưa ai mày chưa ai rồi vậy là quay phim sẽ là người đá trước các bạn. Đây 1 triệu này chuẩn bị cho người mà đá cái banh lăn cù cù xa trên bờ đê nhất nha các bạn, cứ theo dõi nha. Đây đưa máy đây. À các bạn ơi, thì bây giờ là lượt đá của quay phim nó đá trước nha bạn. Cái bờ đê thì bề ngang nó khoảng chừng là 3.5 mét nha. Nói chung là nó lắc lục cục lò rồi bạn. Nếu mà muốn đá mà cái banh nó chuẩn mà nó chạy trên bờ đê này xa cũng cả một tài năng nha bạn. Trời ơi trời, ông không biết là tôi là Phan ai? Phan Mũ. Phan Mũ. Phan Lão. Messi. Messi hả trời Messi. Messi, xem. Phan Mũ sẽ luôn. Bữa hôm là Phan gì quán tôi rồi. Mày à Phan Ochepot. Gì? Mày ma bọn đi mà này có Messi rồi. Dạ? Vậy sao? Sao mày không ma fan em ba bé? Ba bé. Thôi, Messi rồi. Hiểu chưa không? Rồi. Mình sẽ khai men đầu tiên các bạn. Một thằng có một lượt đá nha. Bữa nay vừa mới qua trong sạp cầm nha. Ok. Mình sẽ làm cho mày một phát hết hồn. Rồi rồi ok ok. Hết hồn. Ta hết hồn đó, ta hết hồn đó. Ôi sao hết hồn hết hồn. Giữ rồi tôi đá đây. Đá gà phải không? Đá gà, chạy trên bờ đi. Nói chung để mình quay trong cái video đá cái là mình ghi máy thôi chứ banh liền nha bạn. Gà nha. Ok. Rồi ok ok. Rồi nó cười vui lắm ông nội. Ờ nó vui lắm. 2. Ôi đừng chọc ta chứ. Một thằng có một lượt chứ nhiêu. 2. Không có rạch thì xấu vậy chơi được. 1 2. Rớt đây em ơi. Rớt chỗ này nha. Rớt tay chỗ này nha. Ôi ôi bé bé bèo ghét em. Bỗng cái gì bỗng. Đây
bây giờ là mình cho quay phim nó tới cái lỗ hẻ luôn cho dễ chạy chạy tới các bạn đây. Thì thấy thèm trời. Thì thèm mày đó, tao có mấy quyền không tin. Chứ đó chưa được 10 mét cái này. Ơi. Rồi cũng ăn nữa. Mày ra ngoài mày lấy cái hello ra mày lấy về đi mày. Đậu, bỏ mấy quyền quá rồi ơi. Là nó ngay cái lỗ hẻ luôn nha. Đó cho quay phim nó ngay cái lỗ kẻ ngay giòn vàng luôn nha bạn. Ờ. Lỗ khe luôn á. Ờ cho mày lỗ khe đâu nữa. Cái lực của hả? Cái lực mày. Ờ quên nữa. Đậu chanh. Mấy ông nãy ông nói đá dài cũng được, lấy dài tôi mang vô. Thì anh Tây, mày có dài đâu hả? Không có trời. Rồi trời. Nói dài tôi mua bao giờ cũng để có xe chứ. Chính trời. Chơi dài chơi có dài luôn. Ôi dài gì, đậu xanh nãy ông xạm giao rồi. Ờ nãy tao giao rồi, ai có dài đá dài mà. Quay đi quay. Chơi, thôi tại tao quay luôn tôi. Ờ. Tại bữa nay là tao là đá sao mà tao quay luôn. Đậu xanh đá gì vậy? Đậu phong xanh mà, bằng đây nó có đồ dài nó bỏ cấp xe ta. Nói chung là bữa nay mình sẽ lên trước cameraman luôn nha bạn. Tại vì thằng Đen hồi nãy mình có giao là ai có dài đá dài nha. Bởi vì thằng Đen nó hoành tráng nó có dài gõ cúp xe hết trời. Chưa chắc. Không có dài đá chữ lắm nội. Ông nói chưa chắc là ăn tui. Trời ơi. Mày không yêu. Mày không yêu hơn quay phim nữa. Mày không yêu hơn quay phim hả? Mày lái cái đó là mày bé quyền hơn quay phim luôn. Mày bé quyền hơn quay phim nữa. Một chai đây rồi. Tao đậm đây chứ đâu chứ. Ai thằng Hùng? Thằng Hùng bé quyền hơn mày nữa. Nói chung là các bạn biết là cái đường này trời mưa mà từ hồi trưa vậy các bạn. Xình dữ lắm các bạn coi đóng giò mình nè. Đóng cái giò gì hết thiệt á. Nói chung là mình khỏi cần mang giày. Mình có đôi giày xình này là vô tư vậy các bạn. Tôi không mang giày. Đồ có giày xình ngồi chạy. Đồ có giày ngồi chạy. Không mang giày. Đồ có giày xin cậu chạy. Ủa giày nào đó lòng bộ tôi mua được. Đồ có giày nào chạy. Trời. Trời ơi. Trời ơi mày chốc keo nè, có tiền. Đậu xanh không có tiền. Gì mày? Ơi, tiếng bụng đá banh chứ, tiếng bụng giặt củi vậy mày. Ủa. Ủa gì? Ủa đâu vậy? Trời ơi. Trời ơi, cái gì trời? Ừ. Gì? Gì đá banh mà giặt củi đâu dài nữa trời. Cái gì trời, hai quần nã đồ dưới bay. Trời. Quần nã vàng của đồ dưới. Gì trời. Cái dạy của em hả đồ dưới dạy. Quần nã đồ dạy của ai. Khoan, xin stop. Cho tao hỏi vấn đề coi. Tao tổ chức đá banh mà cái gì mà dài bọng gì đây nữa trời. Tôi dạy của tôi mày hả. Gì. Tôi đâu tôi. Cái đậu phong đi chơi hoài tụi mày đâu dạy đâu. Dạy, dạy, dạy cái mày hả. Mà mua nhiêu. 700 mấy cái quyền. 700 mấy. Đưa 700 mấy đi. Đi dạy đi cái mày. Trời ơi, nó vậy bị cái cô ta đó. Thèm như. Ủa, trời ơi, quần nó nói gì trời. Gì á. Đi. Cái gì cuộc thi mà hành cuộc gì trời. Ê, cuộc thi mà hành cuộc gì vậy. Cuộc giật đuổi vậy. Ông coi nha. Ông đi làm gì, ông nhận dài ta kìa. Trời. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời dạ con đen nghe, con đen. Sao nó đợi? Em biết. Con khùng đó. Ừ, dạy con đen đấy, con xe con đó mà. Dạ con đen ăn con đen chứ con bay gì trời. Dạy giống đôi dài mà, con nhận đi không có. Dạ, nó bị chóc keo rồi, dạy của tôi. Nhưng mà dạy, dạy của mày ở đâu? Dạy của tôi. Ở nhà mày, ở đâu đây đây? Ủa, còn đâu ra đâu, đâu ra đây. Dạ, dạy ở nhà mày, thì dạy của tao mang rồi, lại nhận dạy mày. Đâu rồi, đâu dạy nó bị chóc keo rồi. Con sao bóng nè. Ôi, con sao bóng luôn trời. Dạy có sao bóng không? Ừ. Người ta cho bóng đá. Đâu, ok, cô ơi. Trời ơi. Rồi tụi bay không đá được không? Đây. Ông nội đây nè. Rồi hai bay là. Không chơi được không? Đi ra tao ra. Đâu, không chơi rồi sao vậy? Không chơi không? Trời, rồi tụi bay không chơi được không? Không chơi được. Không chơi được. Ừ. Thôi rồi, hai bay luôn luôn của mày. Gì? Mày biết. Ê, tao nói mày nghe nè. Mày biết đâu dài ra của ai không? Của tôi. Thì đúng rồi, dài của mày. Ừ. Hồi trưa mà khoát quà cho bà con khó khăn ở nhà mày đó. Thì nó sao? Lấy đồ dạy mày đó. Ủa cô, nó lửa đồ dạy coi riêng đó. Ủa cô, nó hả? Ừ. Hồi trưa khoát quà. Hồi trưa khoát quà. Hàng gì mới mang ra luôn. Hàng gì mới mang ra luôn.
lúc mà lúc trời mưa là tụi bay đang dính mưa bên nhà của ba quay phim đó, má quay phim đó, ta đứng đem bên đây ngồi ghế đâu dài luôn kêu thơm mới phát hiện đậu mà ông đang kêu đang lưỡng liền đem ở đây hốt trong quay phim thang liền hàng gì đó đem mang ra lại bay vô đúng rồi. Đây. Ê, đâu vậy? Ê, gặp tay ông Phiên bây giờ tao giục luôn cái đậu bộ đâu vậy? Xịt con mà mang gì chứ trời? Dì Hang quýnh lộn, dịch đâu vậy? Tè em vậy? Cho hay luôn trời. Cho hay chi? Cho hay là bể liếm của ta hay là gì? Cho hay? Được vậy? Ai? Ai? Ai Phiên? Ai Phiên nó đâu biết được những chuyện mà đã xảy ra đúng không? Cái này nó tranh giật đâu vậy? Tao cười ý luôn đậu bộ ông nó đâu vậy? Em rõ luôn rồi. Tôi già đến bó. Đi đây. Đúng rồi. Cho chị trời tao bán nhà nó banh cho anh thèm. Đúng rồi. Tao có. Tao nói mày mà tao ngồi nghe đâu dài đó một buổi trời mà tao phát hiện. Đậu bọng mới tự nhiên trời mưa. Tao phát hiện đâu dài cái đẹp cái. Trời ơi, nó dài mà. Trời ơi, nó dài mà. Còn mấy trăm mấy, 2-3 năm trời lấy bao nhiêu tiền của rồi. Đâu dài nó mang nó vốn luôn, đậu bọng. Trời, trời ơi. Đậu bọng, dài nó vốn. Còn sợ nữa. Ôi, tao chết rồi mày. Ôi, dài mang dư vốn rồi. Trời. Tao giặt cái bạn cái quần đùi nè. Con mà dục. Tụ xuất vụ nổ. Thôi giọt các bạn. Thôi quay quên. Thôi quay quên nó bị mình với cô đen. Hốt con gió vậy mà.